Đây là những tuổi cực đẹp, cứ xây nhà năm 2024 Giáp Thìn sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, quý vị thân mến, cái việc xây nhà là một trong những cái việc trọng đại của đời người. Thường thì trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người chỉ xây 1, 2 hoặc là cùng lắm xây 3 căn nhà mà thôi, đúng không ạ? Và đối với những người mà chủ đầu tư thì chúng ta không nói, nhưng với những người dân bình thường ấy, thì xây được 1, 2 căn nhà đã là quý lắm rồi. Vậy thì khi mà xây nhà ấy, thì chúng ta có rất nhiều tiêu chí. Nào thì phải gì xin được giấy phép của chính quyền địa phương, cũng như là gì chọn được đất để nó phù hợp và gì chọn được cái thời điểm xây. Thì ngoài ra cái việc lựa chọn tuổi xây nhà thì cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Thì để lựa chọn được cái tuổi xây nhà ấy, từ trước đến nay các cụ nhà ta vẫn dặn đúng không ạ? Kiêng kỵ ba thứ là kim lâu, hoang ốc và tam tai. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có những tuổi nào xây nhà được lộc trời cho, giàu sang phú quý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì để xây được nhà thì cái tiêu chí đầu tiên chúng ta chọn thường là gì? Cái tuổi đó sẽ không bị phạm phải cái kim lâu, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết, cái kim lâu đó thì kim là vàng, lâu là lầu đó. Kim lâu tức là lầu vàng đó. Khi xây nhà mà phạm vào cái tuổi kim lâu thì nó không tốt. Mọi người ở trong gia đình thì sẽ gì? Nó không được an yên, không được hạnh phúc. Vậy nên là chúng ta cần phải kiêng kỵ những cái tuổi mà phạm kim lâu khi mà xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn này. Đó. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có những cái tuổi sau đây sẽ không bị phạm kim lâu. Đấy. Xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thì đầu tiên là tuổi 1955 là tuổi Ất Mùi. Ất Mùi là 70 tuổi đúng không? Thì không bị phạm. Thứ hai là tuổi 1957 là tuổi Đinh Dậu, 68 tuổi không bị phạm. 1958 là tuổi Mậu Tuất, 67 tuổi. 1960 là tuổi Canh Tý, 65 tuổi. 1962 là tuổi Nhâm Dần, là 63 tuổi. 1964 là tuổi Giáp Thìn, 61 tuổi. 1966 là tuổi Bính Ngọ, là 59 tuổi. 1967 là tuổi Đinh Mùi, 58 tuổi. 1969 là tuổi Kỷ Dậu, 56 tuổi. 1971 là tuổi Tân Hợi, 54 tuổi. 1973 là tuổi Quý Sửu, 52 tuổi. 1975 là tuổi Ất Mão, 50 tuổi. 1976 là tuổi Bính Thìn, 49 tuổi. 1978 là tuổi Mậu Ngọ, 47 tuổi. 1980 là tuổi Canh Thân, 45 tuổi. 1982 là tuổi Nhâm Tuất, 43 tuổi. 1984 là tuổi Giáp Tý, 41 tuổi. 1985 là tuổi Ất Sửu, là 40 tuổi. 1987 là tuổi Đinh Mão, 38 tuổi. 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 36 tuổi. 1991 là tuổi Tân Mùi, là 34 tuổi. 1993 là tuổi Quý Dậu, 32 tuổi. 1996 là tuổi Bính Tý, 29 tuổi. 1998 là tuổi Mậu Dần, 27 tuổi. Và năm 2000 là tuổi Canh Thìn, 25 tuổi. Đó. Thì đây là những cái tuổi mà không bị phạm kim lâu. Không bị phạm kim lâu nhé. Nếu mà các bạn không bị phạm hoang ốc, không bị phạm tam tai nữa thì chúng ta xây nhà hoàn toàn bình thường. Bây giờ chúng ta xét đến cái tiêu chí thứ hai là hoang ốc, đúng không ạ? Khi mà các tuổi không bị phạm kim lâu rồi thì chúng ta bắt đầu xét cái yếu tố thứ hai là hoang ốc. Thưa quý vị, hoang ốc nó chính là căn nhà hoang. Khi mà nó gồm có 6 cái, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thuận tử và lục hoang ốc. Đó. Thì có 6 cái, nếu mà phạm vào tam địa sát, ngũ thuận tử và lục hoang ốc thì chúng ta không xây được. Và khi mà xây nhà vào những cái năm mà phạm hoang ốc ấy, thì hoang ốc tức là tượng trưng cho cái nhà bỏ hoang, cái nhà không có người ở. Vị trí là xây nhà thì chúng ta mong muốn là có được gì? Gia đình tụ họp, yên ấm, an vui, làm ăn thì phát đạt, công danh sự nghiệp thì cứ thế mà thăng tiến. Chứ không ai muốn là xây xong căn nhà rồi để cái nhà đấy mà cả mọi người đều bỏ đi hết. Vậy nên là cái tuổi hoang ốc cũng là một cái cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn nó là một cái tiêu chí để chúng ta xây nhà, đúng không ạ? Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì có các tuổi sau là không bị phạm hoang ốc. Cái tuổi này không bị phạm hoang ốc nhé. Đây, những tuổi này là không bị phạm hoang kim lâu, đúng không? Còn tuổi này là không bị phạm hoang ốc. Bao gồm những tuổi như là 1954, đúng không? 1954 là tuổi Giáp Ngọ. 1955 là tuổi Ất Mùi. 1957 là Đinh Dậu. 1958 là tuổi Mậu Tuất. 1961 là Tân Sửu. 1963 là Quý Mão. 1964 là Giáp Thìn. 1966 là Bính Ngọ. 1967 là Đinh Mùi. 1970 là Canh Tuất. 1972 là Nhâm Tý. 1973 là Quý Sửu. 1976 là Bính Thìn. 1979 là Kỷ Mùi. 1981 là Tân Dậu. 1982 là Nhâm Tuất. 1985 là Ất Sửu. 1990 là Canh Ngọ. 1991 là Tân Mùi. 1994 là Giáp Tuất. 1997 là Đinh Sửu. 1999 là Kỷ Mão. 2000 là Canh Thìn. Và 2003 là Quý Mùi. Đó. Đó là những cái tuổi mà không bị phạm hoang ốc trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì đây là hai tuổi mà không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, đúng không ạ?
Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những tuổi không bị phạm tam tai. Đó. À, thưa quý vị, tam tai là cái hạn 3 năm liên tiếp, đúng không ạ? Thì chúng ta có 12 con giáp chia làm 4 cặp tam hợp, đúng không ạ? Thì mỗi cặp chứa 3 bộ, là ví dụ như là Thân, Tí, Thìn này, Dần, Ngọ, Tuất này, Tị, Dậu, Xíu này và Hợi, Mão, Mùi. Đấy. Thì 4 bộ đấy thì cái tam tai nó đi theo bộ tam hợp, đúng không ạ? Và năm 2024 năm Giáp Thìn thì có 3 con giáp bị phạm vào tam tai, đó là tuổi Thân, Tí, Thìn, đúng không? Thì bị tam tai 3 năm liên tiếp là năm Dần, năm Mão, năm Thìn. Thì năm 2024 là năm Giáp Thìn thì sẽ có những con giáp sau đây là không bị phạm vào cái tam tai, bao gồm những tuổi này: tuổi Xíu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tị, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Tuất và những người tuổi Hợi. Đó, đây là những con giáp không bị phạm vào cái tam tai. Đó, thì như vậy là chúng ta đã có những cái tuổi không bị phạm Kim Lâu, không bị phạm Hoàng Ốc và không bị phạm tam tai. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp ra và tìm ra những cái tuổi tốt nhất, nó vừa không bị phạm Kim Lâu, vừa không bị phạm Hoàng Ốc, vừa lại không bị phạm tam tai, để chúng ta chọn làm cái tuổi để chúng ta thực hiện cái công việc động thổ làm nhà cho nó được thuận lợi, may mắn và được hanh thông trong cái công việc xây nhà. Và dựa vào ba cái tiêu chí là Kim Lâu, Hoàng Ốc và tam tai không bị phạm thì chúng ta sẽ có những cái tuổi sau đây cực kỳ tốt lành để chúng ta gì tiến hành cái công việc là xây nhà, động thổ trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì đó là những tuổi nào? Thì đầu tiên ý, để chọn ra cái tuổi mà không bị phạm tam tai thì chắc chắn chúng ta phải trừ đi ba tuổi là gì? Tuổi Thân, tuổi Tí và tuổi Thìn, đúng không ạ? Thì nếu mà các bạn mà bị phạm tuổi ấy, các bạn mà bị phạm vào tuổi bị phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc hoặc là tam tai mà không động thổ xây nhà được thì các bạn có thể mượn những cái tuổi này để nhờ họ động thổ cho mình. Đó, bao gồm cái tuổi sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 1955 là tuổi Ất Mùi. 1955 là tuổi Ất Mùi, đúng không ạ? 70 tuổi. Thứ hai là những người sinh năm 1957, 1957 là tuổi Đinh Dậu, đúng không ạ? Đinh Dậu là đi 68 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1958, 1958 là tuổi Mậu Tuất, đúng không ạ? Mậu Tuất là đi 67 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1966, 1966 là Bính Ngọ, đúng không ạ? Bính Ngọ 1966 là 59 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1967, 1967 là tuổi Đinh Mùi, đúng không ạ? Đinh Mùi là 58 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1973, 1973 là Quý Sửu. Quý Sửu 1973 là 52 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1982 là Nhâm Tuất. Nhâm Tuất là chúng ta là 43 tuổi. Đúng không ạ? Tiếp theo là những người sinh năm 1991, 1991 là tuổi Tân Mùi. Tân Mùi năm 1991 là 34 tuổi này. Đó. Và cuối cùng chúng ta có một tuổi nữa là tuổi gì? 2003. 2003 là tuổi gì? Quý Mùi, đúng không ạ? Quý Mùi 2003 sẽ là 22 tuổi. Quý Mùi là 22 tuổi. Đó. Đó là những cái tuổi cực đẹp để xây nhà đây. Như vậy là năm 2024 năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn chúng ta sẽ có những tuổi sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 tuổi, đúng không ạ? 9 tuổi cực kỳ là đẹp. 9 tuổi cực đẹp. 9 cái tuổi này thì không bị phạm Kim Lâu, không bị phạm Hoàng Ốc, cũng không bị phạm cái tam tai. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể mượn cái tuổi này để chúng ta động thổ xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Tôi sẽ thi thứ tự cho các bạn nhé. Đầu tiên này, thứ 1 là những người sinh năm 1955 là Ất Mùi, 70 tuổi. Thứ hai là 1957 là tuổi Đinh Dậu. Thứ ba là tuổi 1958 là tuổi Mậu Tuất. Thứ tư là tuổi 1966 là Bính Ngọ. Thứ năm là tuổi 1967 là Đinh Mùi. Thứ sáu là 1973 là Quý Sửu. Thứ bảy là 1982 Nhâm Tuất. Thứ tám là 1991 Tân Mùi. Và thứ chín là gì? 2003 là tuổi Quý Mùi. Đó. Đó là những cái tuổi cực đẹp mà chúng ta có thể động thổ xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. À, quý vị thân mến, như quý vị đã biết ý, thì để có tiền xây nhà đã là khó lắm rồi, đúng không ạ? Đã là khó lắm rồi. Thế mà lại khi mà có tiền xây nhà rồi ý, thì lại phải làm gì? Lại phải chọn được cái người động thổ phù hợp. Nếu mà trong trường hợp không được tuổi ý, thì lại phải mượn tuổi, lại phải thế này thế kia nữa. Nó rất nhiều cái thủ tục mà khiến cho quý vị phải lo lắng, đúng không ạ? Thì thông qua video này tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được để quý vị có thể là nếu mà chúng ta lỡ bị phạm
thì chúng ta sẽ có những cái tuổi này để chúng ta mượn, chúng ta tiến hành công việc động thổ làm nhà cho được thuận lợi và may mắn. Những cái tiêu chí để mượn tuổi động thổ thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi chương trình để liên tục cập nhật những cái kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi cũng như là đời sống tâm linh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.